Hello dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Rất Việt. À, hôm nay chúng ta trở lại với cái câu chuyện của Thiền An bên bờ vũ trụ ha. À, bởi vì à, sau khi mà cơ quan chức năng đến đó làm việc rồi khởi tố bắt tạm giam bà Cúc á thì ở bên phía Thiền An cũng đã lên tiếng. À, họ khẳng định rằng một số cái cái giấy tờ mà cơ quan chức năng đến đó làm việc rồi bắt bà Cúc á là nó không có không có đúng, à, nói thẳng luôn là không có đúng. À, anh chàng Nhị Nguyên lên clip nói vậy nha rồi sau đó thì đến luật sư, luật sư của tại Am họ cũng đã làm một cái clip rất là dài để nói rõ hơn về cái vấn đề bắt tạm giam bà Cúc. qua đó thì có rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý tới xung quanh những cái lời phát biểu của luật sư bên phía thiền Am. À, đây thì mình có nốt lại một số cái ý kiến chính nữa cả nhà. thứ nhất á là bên phía luật sư khẳng định rằng á là sau khi mà bà Cúc bị khởi tố bắt tạm giam á thì họ khẳng định rằng sẽ còn sẽ còn nhiều người nữa, sẽ còn một vài người bị bắt nữa chứ không phải riêng gì bà Cúc. À, đây rõ ràng là một cái tín hiệu mà cho thấy luật sư cũng bất lực rồi, đúng không? Bất lực rồi bởi vì à, từ ngày mà tham gia bảo vệ cho tà am thì họ cũng làm được gì đâu. Chủ, chủ yếu là giống như đưa tin thôi, đi đến đó thu thập tin tức như thế nào, hoặc là thu thập tin tức từ phía công an rồi báo lên cho à, cộng đồng mạng cho cho những cái con gian đệ tử hoặc là những cái người mà quan tâm vụ việc này biết thôi. Chứ họ không làm được gì trơn á. À, và hôm qua thì họ lại khẳng định rằng là sau bà cúc thì có thể là còn dài người nữa bị uh, tiếp tục bị uh, khởi tố bị bắt lên à, đây rõ ràng là một cái tín hiệu cực kỳ là nguy hiểm dành cho tà am rồi đúng không rồi cái vấn đề thứ hai á là uh, luật sư á, nói rằng uh, những cái vấn đề mà cơ quan công an đặc biệt là công an huyện đức hòa á, làm thì nó rất là nhiều những khuất tất và họ tiếp tục công kích À, công an huyện đức hòa xung quanh cái câu chuyện là là tà am đến đồn công an để quậy để đòi gái đó thì họ nói rằng cái cái việc mà tà am đến đó để đòi gái như vậy á là đúng à, ngay cả bản thân luật sư nếu mà trong trường hợp đó họ vẫn làm vậy à, đây rõ ràng là một cái hành động mà luật sư đó cũng cổ xí cho cái việc một nhóm người đi đến cơ quan công quyền để quậy để uh, nằm dạ trên trảnh là đúng à đây rõ ràng là một cái một cái một cái hành vi rất là nguy hiểm cho xã hội à, nếu như cái nhóm này mà không có xử lý ha rồi cũng phải có cái gì đó đối với cái nhóm luật sư chứ không thôi là họ cứ cổ xí cho những cái hành động sai trái thì làm cho người dân á à, họ cứ thấy cái đó là bình thường bởi vì rõ ràng luật sư con còn nói vậy là đúng mà cho nên những cái người khác à, đó là cái tiền lệ dành cho những người khác người ta cũng tiếp tục lên quậy ở cơ quan công quyền rất là nguy hiểm đúng không cả nhà rồi cái nữa là họ khẳng định rằng luật sư khẳng định rằng là cái, cái nhóm tạm không phải một cái video clip quậy ở đồn công an mà bị bắt về cái tội 331. À luật sư khẳng định rằng có một vài clip khác, à, họ cũng có lời phát biểu có thể là vướng vào cái 331. À đây rõ ràng là cái một cái hành động à, à, vạch áo cho người xem lưng ha, vạch áo cho người xem lưng thân chủ của nhóm luật sư này. À, thì à, chắc có lẽ là nghe nghe được cái lời nói, lời phát biểu hay là góp ý của cộng đồng mạng cho nên luật sư này cũng bắt đầu quay xe hay sao đó. À, chứ thấy tà am quá nhiều những cái à, những cái lỗi những cái lỗi cho nên luật sư này đành phải vạch áo lên cho người xem lưng. Đó là không riêng gì cái clip ở đồng công an là luật sư nhóm nhóm chúng ta An bị bắt ở 331 mà họ còn phát biểu một vài lần ở những cái trường hợp khác nữa. Đây cũng cũng là tín hiệu mừng đúng không các nhà. Và cái quan trọng á là luật sư khẳng định rằng là nếu như cơ quan công an ở Long An mà bắt bà Cúc về cái tội là 331 á thì luật sư khẳng định rằng sẽ không có khởi tố nào, tội danh nào khác nữa. À, đây rõ ràng là một cái mấu chốt đúng không cả nhà? Họ nói rằng á, nếu mà đã bắt là bắt lâu rồi chứ không phải đến thời điểm này và hiện tại đó người ta vẫn bắt và người ta vẫn điều tra theo cái 331 thôi. Cho nên á những cái tội khác như là lừa đảo như là lụm lon á thì sẽ không khởi tố. Khẳng định chắc nịch luôn nghe cả nhà, mình nghe mình khá là bất ngờ. À, bởi vì chúng ta thấy báo chí đang rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh câu chuyện của Tạ Am rồi à, đây nè chẳng hạn như báo VnExpress có một cái bài đăng à, cũng đăng ngày hôm qua liên quan đến cái vụ vụ của Tạ Am người ta có một đoạn viết rằng á là cái động thái mà bắt bà Cúc á động thái này á, là nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại cơ sở thờ tự tỉnh thất Bồng Lai VnExpress nghe cả nhà à, là người ta cho rằng cái động thái ngày hôm qua mà công an bắt bà Cúc á là nằm trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại cơ sở thờ tự tỉnh thất bồng lai, à, nó hoàn toàn trái ngược với lại lời phát biểu của cái cái nhóm luật sư à, rõ ràng đây là một cái một cái 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 cách để họ dẫn dắt dư luận nè à, định hướng lại dư luận để dằn xuống để cho những cái người mà đang yêu mến tà, tà am đang bảo vệ tà am hoang mang thì họ phải dằn xuống chứ để không thôi sao mà gửi tiền nữa, Đó. rồi để mình một cái đoạn rất là hay của báo VNF Rep mình đọc hết luôn cả nhà À, thời gian qua bà cúc và những người tại cơ sở này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ à, nhằm trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội à, cái việc khởi tố bắt tạ bắt giữ nhằm tránh để lọt tội phạm Đó là đại diện công an tỉnh Long An cho biết à, trên báo VnExpress à, rất là rõ ràng À, vậy mà luật sư khẳng định là cái động thái mà bắt bà cúc á, là cho thấy là công an long an sẽ không khởi tố thêm tội danh nào nữa trong khi ở dưới này đại diện công an người ta nói mà cái động thái bắt bà cúc tức là để không bỏ sót tội phạm và mở rộng điều tra các sai phạm khác ở cơ sở này À, rất là rõ ràng, chúng ta không còn gì bàn, bàn cãi nữa à, Luật sư nói gì nói, mà quan trọng nhất là chúng ta nghe, chúng ta hiểu cái tiếng nói từ phía cơ quan chức năng, từ phía công an Long An, công an Đức Hòa hoặc là những cái nơi mà đang thụ lý, đang xử lý cái vụ án này à, Chứ còn luật sư hay là những cái người mà bảo vệ tại em thì đương nhiên rồi, họ chuyên môn bẻ công sự thật mà, họ đâu có dám đối diện sự thật đâu, chuyên là bẻ công đó để à, tự sướng tinh thần với những cái người mà ủng hộ tại em thôi à. Rồi cái um, vấn đề nữa là hôm qua luật sư cũng nói rằng là sẽ viết thư, viết kiến nghị hay là viết thư tâm thư gì đó gửi lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, rồi Tổng Bí thư, rồi, rồi Thủ tướng. Luật sư là gửi hết những các bác lãnh đạo là sẽ gửi hết để khóc mướn cho tạ. Thì thôi thì cái việc mà họ viết thì viết, mà quan trọng là người ta có đọc hay không lại là chuyện khác. Chứ các bác lãnh đạo cả nhà thấy không? người ta trăm công ngàn việc hết cái tiếp xúc cử tri rồi tùm lum tùm la hết là làm sao ở không đâu để xử lý những cái chuyện thế này trong khi cái chuyện này cơ quan công an ở long an người ta đã điều tra mấy năm nay rồi người ta làm rõ một số góc khuất rồi vậy mà vẫn không chịu hiểu vẫn cố tình đánh tráo khái niệm để đánh lạc hướng dư luận à, thật sự là đáng tiếc cho một nhóm luật sư mà nhiều khi họ cố tình làm vậy cũng không chừng à. rồi một cái quan trọng hôm nay mình muốn chia sẻ cả nhà trong cái video clip này là hôm qua sau khi những cái vụ việc tại am đó, thì minh tùng cũng có lên like và cậu khẳng định rằng sắp tới đây cơ quan chức năng sẽ sẽ khai thác một nhân chứng khác còn quan trọng hơn minh tùng rất là nhiều lần đó làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi vậy thì cái nhân chứng đó là ai nhân chứng nào không lẽ là cái cô gái mà con con rơi của ông lê tùng vân đúng không hay là một cái nhân chứng khác mà rất là nhiều cái ý kiến và người ta khẳng định rằng cái nhân chứng ra đó uh, không ai khác chính là Diễm My à, rất là nhiều người cho rằng cái nhân chứng đó là Diễm My bởi vì sao chúng ta thấy có quá nhiều những cái lời đồn xung quanh cô bé này và sau khi mà à, cơ quan công an à, vào làm việc tại tà Am rồi bắt một số người đó thì người ta nói là Diễm My làm sao mà thoát được nếu như thật sự Diễm My mà có dính la dán có 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 liên hệ gì với tà Am thì không bao giờ cô gái này thoát được à, đặc biệt là trước đó thì cơ quan công an thành công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có gửi một cái à, À, cái thông báo á, là truy tìm cô bé này rồi thì làm sao có chuyện mà bỏ lọt đúng không làm sao bỏ lọt được cho nên á ngày hôm qua minh tùng đã nói là à, sẽ có một cái nhân chứng quan trọng hơn minh tùng sắp xuất hiện thì à, rất là nhiều những cái à, à, cô chú anh chị những người mà quan tâm vụ việc này á, đều đặt nghi vấn và nghi ngờ rằng cái nhân chứng quan trọng đó chính là diễm my à, chứ còn thí dụ như con rơi con rớt của ông lê tùng vân hay là này kia kia nọ nếu như họ ra là họ ra lâu rồi à cái, cái mà chúng ta quan tâm đây á, là khi mà cơ quan chức năng vào làm việc tại tại am rồi xong á à, thì người ta đã tìm thấy cô bé đó đúng không tìm thấy diễm my cho nên á người ta mới à, à, điều trị về tinh thần về tư tưởng cho cô bé này để cho cô sáng suốt tỉnh táo hơn và đến hôm nay thì có lẽ là thời cơ đã đến hoặc là à, có cái gì đó cho nên người ta mới um, sẽ đưa cô bé này ra và quan trọng hơn hết là cái động thái mà bắt bà cao thị cúc á thì cũng một phần nhiều người cho rằng à, có liên quan đến những cái lời khai từ cô bé này cho nên á, cơ quan chức năng người ta rất là rốt ráo trong chuyện này đặc biệt á, là cái thời hạn à, điều tra nó cũng sắp hết và à, cái thời hạn tạm giam cũng sắp hết rồi còn nửa tháng nữa thôi à, do đó, đó à, rất là nhiều người à, mong muốn cũng như là hy vọng rằng cái nhân chứng mà minh tùng nói chính là diễm my thì bởi vì cô này là một cái mắt xích cực kỳ quan trọng nó liên quan đến rất là nhiều khía cạnh rất là nhiều vấn đề ở trong cái câu chuyện của tà am à, cho nên á, À, ngay cả bản thân mình cũng hy vọng đó là Diễm My. Chứ còn nếu mà nhiều người khác thì chúng ta thấy cũng cũng ngang ngang với Minh Tùng thôi. Cho dù những người còn sống trong Tà Am hay là không sống ở Tà Am nhưng mà có quan hệ huyết thống máu mủ gì đó, thì cũng dừng lại ở cái mức là như Minh Tùng thôi. Chứ cũng không có gì quan trọng quá. Nhưng mà Diễm My thì lại khác. À, cho nên chúng ta cùng hy vọng ha cả nhà. Chúng ta cùng chờ đợi một ngày Diễm My xuất hiện và tất cả những cái câu chuyện, những cái sự thật của Tà Am sẽ bị phơi bày trước ánh sáng. Ha, rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.